Xin chào cả nhà. Hôm nay bên công ty mình vẫn cho nhân viên đi giao hàng cho khách ạ. Cái này là công suất của nó là 2 ký 2, 3 HP, thì số truyền 1/30. Đây là giấy xét nghiệm mà âm tính của nhân viên. Nhân viên ạ. Video của chúng tôi.